Rất vui được gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ sẽ là phần cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ phận Quản lý vốn nhà nước tại Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco về việc thực hiện niêm yết cổ phiếu Sapeco trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE. Bộ Công Thương yêu cầu Bộ phận Quản lý vốn nhà nước tại Sapeco xem xét với Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn có uy tín, kinh nghiệm để thực hiện các thủ tục niêm yết. Giá chào mua cổ phiếu Sapeco trên sàn giao dịch phi tập trung OTC đã tăng đột biến sau thông tin chính phủ chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại Sapeco và giao Bộ Công Thương khẩn trương niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Cụ thể, trước thời điểm ngày 20 tháng 9, mức giá chào mua dao động trong khoảng từ 80 đến 90 ngàn đồng một cổ phiếu. Sau ngày 20 tháng 9, mức giá chào mua luôn trên 100 ngàn đồng một cổ phiếu, thậm chí lên mức 110 ngàn đồng một cổ phiếu. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án cổ phần hóa công ty mẹ, Tổng công ty Lương thực miền Nam Vinafood 2. Theo đó, đề nghị kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính đối với Vinafood 2, hoàn thành trước ngày 1 tháng 12, 2016. Trước đó, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa Vinafood 2, theo phương thức kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của công ty cổ phần Vinafood 2 dự kiến là 5.000 tỷ đồng, được chia thành 500 triệu cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng một cổ phần. Trong đó thì Vinafood 2 phát hành thêm gần 16,5 triệu cổ phần, tương đương 165 tỷ đồng để bổ sung vào vốn điều lệ. Báo cáo của lãnh đạo Vinafood 2 mới đây cho biết doanh nghiệp vẫn còn khoản lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trước khi cổ phần hóa. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, mã chứng khoán là SSI vừa cho biết ngày 12 tháng 10 sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2015. Theo đó, thì cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, tương ứng một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Như vậy, thì với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 480 triệu cổ phiếu, SSI sẽ phải chi tới hơn 480 tỷ đồng để thực hiện việc chi trả cổ tức trên. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 21 tháng 10. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016, 6 tháng đầu năm, doanh thu SSI đạt 957 tỷ đồng, hoàn thành gần 67% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 509 tỷ đồng, hoàn thành 53,5% kế hoạch năm. Thưa quý vị, công ty cổ phần Fecon mà chứng khoán là FCN vừa thông qua việc phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi. Trước đó thì vào năm 2014, Fecon đã phát hành 500.000 trái phiếu chuyển đổi với trị giá là 1 triệu đồng một trái phiếu. Trong đợt chuyển đổi này, công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán ngoại thương VCBS đã đề nghị chuyển đổi 39.400 trái phiếu trên tổng số 500.000 trái phiếu đã phát hành của FCN. Với tỷ lệ chuyển đổi 1 trên 51 tương đương mức chuyển đổi 19.700 đồng một cổ phiếu, Fecon dự kiến phát hành tới mới 2 triệu cổ phiếu FCN. Vốn điều lệ của Fecon sau phát hành dự kiến sẽ tăng từ hơn 457 tỷ đồng lên 477 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trước ngày 9 tháng 10 tới sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thưa quý vị, công ty cổ phần tập đoàn Pan Group vừa đăng ký bán 11,47 triệu cổ phiếu NSC, tương đương hơn 75% vốn của công ty cổ phần giống cây trồng trung ương Vinasit. Toàn bộ phần vốn góp của Pan Group tại Vinasit sẽ được chuyển nhượng cho Pan Farm. Đây là giao dịch góp vốn vào công ty con. Được biết, Pan Farm sẽ có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 24 tháng 10, 2016. Chuyển sang những thông tin trên thị trường thế giới. Thưa quý vị, phố Wall giao dịch phiên đầu tuần tiếp tục đỏ sàn trước thềm cuộc tranh luận trực tiếp của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ diễn ra vào sáng thứ Ba giờ Mỹ. Kết phiên giao dịch ngày 26 tháng 9, cả ba chỉ số đều giảm quanh mức 0,9%. Sau hai phiên giảm điểm liên tiếp, S&P đã lùi khỏi mốc cao kỷ lục 2%, nhưng so với đầu năm thì vẫn tăng 5%. Cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng viên tổng thống là bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa đã phủ tâm lý thận trọng lên khắp thị trường chứng khoán. Mặt khác, việc thiếu thông tin tích cực về kinh tế Mỹ cũng như kinh tế toàn cầu đã khiến cho thị trường thiếu đi sự hỗ trợ. Hiện tại, một số nhóm cổ phiếu đang bị đánh giá là dễ biến động, bao gồm nhóm bảo hiểm y tế, nhóm sản xuất dược phẩm và nhóm công nghiệp. Nhóm công nghệ sinh học của Nasdaq giảm 1,3%. Điển hình, cổ phiếu của hãng sản xuất thuốc trị ung thư Celgene giảm 2,9%. Cổ phiếu Pfizer giảm 1,8% sau khi công bố quyết định tách thành hai công ty. Đây cũng là mã giảm mạnh nhất trên chỉ số nhóm chăm sóc sức khỏe của S&P 500. Nhóm này giảm 1,2%. Nhiều chuyên gia cho rằng khả năng bà Hillary Clinton thắng cử sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp dược vì bà đã từng nói rằng sẽ xóa nạn làm giá thuốc. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu tài chính của S&P giảm 1,5% với JP Morgan giảm mạnh 2,2%, Bank of America giảm 2,8%. Cổ phiếu của Deutsche Bank niêm yết trên sàn Mỹ cũng giảm đến gần 8% xuống mức thấp kỷ lục từ trước đến nay là 11,83 đô la Mỹ một cổ phiếu.
sau khi một tờ tạp chí của Đức đưa tin Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã bác bỏ đơn xin viện trợ của Deutsche Bank. Trong khi đó, thì phía ngân hàng lại nói rằng không cần sự trợ giúp của chính phủ Đức trong việc nộp phạt 14 tỷ đô la cho chính phủ Mỹ. Thị trường chứng khoán châu Á trong phiên ngày 27 tháng 9 lấy lại sắc xanh sau cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ. Các nhà quan sát cho rằng thị trường đang phản ứng tích cực với khả năng ứng viên đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton giành chiến thắng. Kết phiên ngày 27 tháng 9, thì chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,8%, Shanghai của Trung Quốc tăng 0,6% nhưng vẫn còn dưới mức 3.000 điểm. Kospi của Hàn Quốc tăng gần 0,8%, còn S200 của Úc giảm 0,5%. Thị trường diễn biến giằng co và nghiêng về sắc đỏ trong đầu phiên khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump tỏ ra thắng thế. Nhưng tình thế xoay chuyển nghiêng về hướng của bà Hillary Clinton để giúp thị trường xanh sàng trở lại. Các nhà quan sát cho rằng thị trường đang tìm kiếm một phương án ít tổn hại về mặt kinh tế giữa hai lựa chọn. Giá dầu giảm tại thị trường châu Á vẫn còn gây áp lực lên chỉ số chứng khoán Úc. Ngoài ra thì tại Nhật Bản, đồng yên quay đầu giảm đã giúp thị trường lấy lại sắc xanh với các mã xuất khẩu chiếm ưu thế như Toyota, Nissan, Sony, Fujitsu, v.v. Thưa quý vị, theo một nguồn thạo tin của Reuters cho biết, tập đoàn giải trí Wanda của Trung Quốc đang đàm phán với hãng sản xuất chương trình giải trí của Mỹ là Dick Clark nhằm thâu tóm hãng này với giá dự kiến là 1 tỷ đô la Mỹ. Thông tin chính thức vẫn chưa được xác nhận và vẫn chưa có thương vụ nào được ký kết, nhưng điều này cho thấy tham vọng của Wanda trong việc bành trướng hoạt động ra thế giới. Bước đi lấn sâu vào thế giới giải trí Hollywood là một kế hoạch khả dĩ. Tuần trước, Wanda đã tuyên bố sẽ hợp tác với Sony để sản xuất phim tại Trung Quốc. Và mới hôm qua, chủ tịch tập đoàn này tuyên bố sẽ trở thành hãng kinh doanh dịch vụ giải trí du lịch lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm. Lời tuyên bố này được đưa ra tại lễ khai trương công viên giải trí của hãng này ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Đây không phải là khu phức hợp du lịch đầu tiên của Wanda trong năm nay. 3 tháng trước, thì tập đoàn này đã khai trương khu phức hợp tương tự ở thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây, thu hút hơn 2 triệu du khách mỗi tháng. Trong khi đó, thì khu resort Disney Thượng Hải phải mất hơn 1 tháng cũng mới chỉ thu hút được hơn 1 triệu du khách. Chủ tịch Wanda, ông Wang Zhanglin cho biết, từ nay đến cuối năm 2020, sẽ mở thêm 15 khu phức hợp tương tự ở Trung Quốc và 5 khu ở nước ngoài. Chưa biết mục tiêu này có đạt được hay không, nhưng với đà bành trướng hiện tại, Wanda đang là đối thủ lớn nhất của Disneyland tại Trung Quốc. Thưa quý vị, Ngân hàng Bank of America của Mỹ vừa lên kế hoạch cắt giảm hàng chục nhân sự cấp cao trong mảng đầu tư và doanh nghiệp ở châu Á. Đây là lần thứ hai ngân hàng này tuyên bố cắt giảm nhân sự tại châu Á trong năm nay. Lần này thì nhân sự bị cắt giảm sẽ bao gồm cả nhân sự cấp quản lý. Cụ thể thì ở các thị trường châu Á bên ngoài Nhật Bản, Bank of America sẽ cắt giảm 25% nhân sự cấp cao ở mảng đầu tư. Đây là kế hoạch cắt giảm chi phí ứng phó với bối cảnh hoạt động đầu tư ảm đạm tại khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. Trước đó thì trong năm 2015, Bank of America đã cắt giảm 10.000 việc làm, sa thải ít nhất 15 nhân sự cao cấp và 150 nhân sự mảng giao dịch và đầu tư ở châu Á trong tháng 3. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, hôm thứ Hai vừa qua thì khoảng 50.000 nhân viên của Hyundai, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc đã tham gia vào cuộc đình công lần đầu tiên trong suốt 12 năm qua tại công ty này. Cuộc đình công diễn ra sau khi công đoàn và lãnh đạo của công ty đã thất bại trong quá trình đàm phán về vấn đề tiền lương và phúc lợi. Theo công đoàn, rất nhiều nhân viên của Hyundai đang nhận mức lương và phúc lợi thấp hơn nhiều so với các năm trước đó. Hiện tại, cuộc đình công đang diễn ra tại 3 nhà máy ở Ulsan, Jeonju và Asan. Trước đó, một số cuộc đình công nhỏ bắt đầu vào tháng 7 đã dẫn tới lượng xe hơi sản xuất giảm 100.000 chiếc với giá trị hơn 2,2 ngàn tỷ won tính đến ngày 23 tháng 9. Đại diện Hyundai cho biết việc sản xuất đang tạm thời bị ngưng trệ. Tuy nhiên, công ty sẽ tiếp tục làm việc với Liên đoàn Lao động nhằm giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể. Cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh Hyundai đã có 10 quý liên tiếp giảm sút lợi nhuận và không đạt được mục tiêu doanh số bán hàng trong 2 năm liên tiếp. Cổ phiếu của Hyundai ngay lập tức giảm 2% xuống còn 139.000 won một cổ phiếu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Ngay sau phút giải lao, chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 của chương trình, phần bình luận chuyên sâu.